Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học của ngày 17 tháng 1 năm 2024 với đề tài đó là Lữ khách trần gian. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu của chúng con, Chúa ơi, giờ đây chúng con học bài học của ngày hôm nay. Xin Chúa ngài ở cùng dẫn dắt và ban ơn để chúng con hiểu được lời của Chúa. Xin dạy cho chúng con một cách cá nhân để chúng con biết rằng Ngài luôn hướng dẫn chúng con ở trong mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, phần Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay trong Hebrew đoạn 11 từ câu 13 đến câu 16. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình. Chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ ở trong câu 13: hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Câu hỏi suy gẫm: kẻ khách và bộ hành trên đất nghĩa là gì? Các tổ phụ giống với lữ khách trên đất như thế nào? Bạn quyết định sống thế nào khi biết mình chỉ là khách, lữ khách ở trên đất này? Lữ khách là người ở trong cuộc hành trình, có thể dừng chân tạm trú ở một vùng đất nào đó trong khoảng thời gian nhất định rồi tiếp tục lên được. Trong ý nghĩa đó, kẻ khách và bộ hành trên đất chỉ về những lữ khách sống nơi trần gian, nhưng ý thức đây không phải là nơi ở đời đời của mình, mà chỉ là điểm dừng chân tạm thời. Và không sớm thì muộn, họ sẽ tiếp tục lên đường cho tới khi đến được đích cuối cùng là quê hương ở trên trời. Trước giả thư Hebrew nhận định các tổ Thánh Tổ, tức ông Abraham và các con cháu ông sống trên đất này như những kiều dân và lữ khách. Họ ý thức không có một nơi nào trên thế gian này là nhà đời đời của mình, nên lúc nào cũng sẵn sàng rời đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Cho dù Charan là nơi ông Abraham đã gây dựng cơ nghiệp vững vàng cũng không thể níu chân ông. Rồi con cháu ông là ông Isaac và ông Jacob cũng noi theo lối sống du mục ấy. Họ bước đi theo tiếng gọi của Chúa vì họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Câu 16 phần A. Tất cả những người thuộc Chúa đều là những lữ khách trên đất. Như một lữ khách xa lạ với nơi mình ở tạm, chúng ta cũng xa lạ với trần gian này, bởi vì những tiêu chuẩn lối sống của trần gian khác với chúng ta. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Dân Nhất đoạn 2 câu 16. Ngoài việc xa lạ với thế gian, cơ đốc nhân cần ý thức mình không thuộc về thế gian. Đây chỉ là nơi ở tạm thời, nơi chuyển tiếp chứ không phải là nhà đời đời. Như là cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đồ, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Dân đoạn 17 câu 14. Vì không thuộc về đất này, chúng ta được mời gọi hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở đất. Chúng ta chỉ là lữ khách trần gian đi ngang qua thế giới này, dừng chân một khoảng thời gian vài năm, vài chục năm, cao lắm là trăm năm, rồi lại tiếp tục lên được. Thật là dại dột khi đầu tư tất cả những gì mình có vào một nơi mà mình biết chắc chỉ là chỗ tạm. Hãy ưu tiên đầu tư những gì có thể đem theo vào nước trời. Câu hỏi suy gẫm của bài học: lối sống, thứ tự ưu tiên của bạn có đang thể hiện bạn là lữ khách trần gian không? Dạ, cảm ơn Chúa. Cô chú anh chị em, mà nếu mà mình hiểu được cái ý nghĩa, cái ý mà Chúa dạy chúng ta khi chúng ta học bài học này đó, thì chúng ta sẽ không có còn bận tâm đến những cái tranh đấu, đến những cái mà mình gọi là mình đang phấn đấu để mình đạt được ở đời này đó. Khó à, cô chú anh chị em.
Bởi vì có nhiều người nói rằng tôi không có phải phấn đấu, nhưng mà đó là trách nhiệm. Trách nhiệm tôi phải làm, trách nhiệm tôi phải kiếm tiền, trách nhiệm tôi phải lo cho con của tôi. Những cái điều mà chúng ta nói dường như rất là hợp lý, nhưng đâu đó ở trong đó mình lại không phải là trách nhiệm, mà mình lại muốn hưởng thụ, mình muốn có nhiều tiền, có đầy đủ vật chất, có danh vọng, là vì cớ mình muốn hưởng thụ. Xin Chúa cho để rồi chúng ta phải ý thức được. Nhắc lại một lần nữa, nếu như chúng ta đang cố gắng giành cái gì đó ở trên đất này, nó tạm thời, nó chóng qua. Vì thật sự mình cũng không biết khi nào Chúa gọi mình về. Có thể ngay bây giờ, có thể một giai đoạn nào đó mình chưa xây dựng xong được những cái mà mình gọi là mình đang xây dựng ở trên đất này. Chúa gọi mình về thì tất cả những cái đó như Salomon đã từng viết, đó là hư không. Tất cả đều hư không. Vậy thì hôm nay mình học bài hôm nay, mình xác định xem cái gì mình cần làm, cái gì mình không cần làm. Chứ không phải nói như vậy là thôi, như vậy thì này là trên đất này tạm tôi không cần. Chúng ta vẫn còn phải sống ở trên đất này. Chúng ta cần phải làm gương cho những người khác. Và tất cả những gì chúng ta làm, những gì chúng ta sống phải vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Như vậy thì chúng ta vẫn phải làm, vẫn phải ăn, vẫn phải uống, vẫn phải nói. Nhưng tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta có xét lại, có đem lại cho người ta biết đến danh của Chúa chúng ta hay không? Có đem lại sự gây dựng cho anh em của chúng ta hay không? Và sáng nay trong nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương có học bài học, và trong đó nhắc đến việc là ăn huyết, và nói đến những cái việc cần làm hay là không nên làm. Tất cả những điều đó phải vì yêu mến Chúa, vì nghĩ đến công việc Chúa, vì nghĩ đến danh của Chúa mà chúng ta làm. Nói có thể là thành lý thuyết, là nghe lại những bài học và lại nói rằng ồ sao không biết, sao trong cái lúc con học đó thì con nhận được cái bài học rất là gần gũi, và những gì con nói là những điều mà Chúa dạy cho con, nhưng mà khi con nghe lại con dường như con thấy nó thoáng qua quá. Xin Chúa Thánh Linh cho để rồi chúng ta học, mặc dù có thể cô chú anh chị em nghe lại thôi, nhưng hãy đặt mình vào trong đó để mình thấy không phải là thoáng qua nhưng mà là điều Chúa dạy cho mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi những gì chúng ta làm, những gì chúng ta sống không phải là mình buông trôi, không phải là mình nói ở tôi chỉ sống tạm cho nên mình không có trách nhiệm gì hết, nhưng phải sống như một người có trách nhiệm của một đại sứ ở trên đất này, vì chúng ta thuộc về vương quốc thiên đàng, nhưng chúng ta đang sống ở đây như một đại sứ của Chúa anh chị. Phải sống vì danh của Chúa, vì ích lợi cho người khác. Hãy sống để rồi qua chúng ta nhiều người được phước, đó mới là điều mà chúng ta cần phải sống. Còn sống mà đang tranh đấu mà giành giật những cái điều ở đời này thì không đáng để cho chúng ta sống. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, xin giúp con luôn ghi nhớ con chỉ là lữ khách đi ngang qua trần gian này trong hành trình tiến về quê trời là nhà đời đời, để con có thể sống khôn ngoan, ưu tiên những gì có giá trị đời đời thay vì theo đuổi những thứ tạm thời của đời này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin cầu nguyện, Chúa ơi, mỗi bài học xin Chúa dạy chúng con, xin Chúa chỉ cho chúng con điều chúng con phải làm. Nếu chúng con đang vì cớ danh vọng, địa vị, vì cớ ích lợi của đời này, xin Chúa chỉ cho chúng con thấy để chúng con biết ăn năn từ bỏ. Nhưng nếu chúng con thờ ơ, chúng con không có trách nhiệm của một người mà Chúa đặt để chúng con sống ở giữa thế gian này để bày tỏ danh của Chúa, thì chính Chúa cũng cho chúng con ăn năn để chúng con biết thay đổi, và chúng con biết sống ý nghĩa, biết sống có trách nhiệm với chính Chúa và với anh em của mình. Xin Chúa giúp chúng con để ngày nào chúng con còn sống ở trên đất này, chúng con còn sống trong sự dẫn dắt, trong ý muốn của Chúa và vâng theo lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời. Xin Chúa Thánh Linh ở cùng giúp cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta hiểu thêm ý muốn của Chúa và chúng ta sống đẹp ý Chúa càng hơn. Amen.